Hay là mình trốn, mình nắm tay nhau đi thật xa, một nơi không ai biết được. Ta sẽ sinh những đứa trẻ ngoan, trông dâu ăn cơm cá canh vài hôm, không sợ gì nữa. Đã có chúng ta chỉ sừng nèo, chỉ có một người đấu tranh. Hãy mạnh mẽ đứng lên, để lại ở phía sau cùng hãy cùng với anh đi đến cuối những con đường, cùng anh quay đem hết những yêu thương anh đã bỏ lại sau lưng là một khoảng trời. Ba mẹ cũng đã khuyên anh hết lời, còn em thì sao, ngày hôm qua có buồn không? Có nhớ về cuộc sống của em đã từng màu hồng? Có nhớ về khoảnh khắc họ rất là trông mong, một ngày chúng ta sẽ trở về con số 0? Nhưng anh vẫn tin là anh sẽ cố gắng làm được, vì đó là tình yêu chứ không hề là trà cá cược. Chỉ cần vào buổi sáng được thức dậy cùng em, con nát đôi vai này anh bươn trải ngày đêm. Ngoài kia bão tố anh khẽ trong cửa nhẹ tay, mặc dù sấm chớp vẫn thức để say. Chỉ cần anh hôm nay, ngày mai tôi làm người lớn, tôi bảo vệ cho em khỏi những cái hiểm. Hay là mình trốn, mình nắm tay nhau đi thật xa, một nơi không ai biết được. Ta sẽ sinh đứa trẻ ngoan, trong sâu ăn cơm cá canh vài hôm, không sợ gì nữa. Đã có chúng ta chia sẻ nếu chỉ có một. Hãy subscribe.